Năm 2023, tỉnh An Giang đã phê duyệt triển khai 34 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó gồm 11 nhiệm vụ cấp tỉnh và 23 nhiệm vụ cấp cơ sở, đồng thời tổ chức nghiệm thu và quyết toán 30 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gồm 1 nhiệm vụ cấp bộ, 11 nhiệm vụ cấp tỉnh và 18 nhiệm vụ cấp cơ sở. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện 5 dự án hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ với tổng kinh phí 6,45 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh An Giang tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Năm 2024, An Giang tiếp tục theo dõi, đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 chuyển sang, tổ chức các buổi làm việc về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với các diện trường đại học trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ kinh phí cho tổ chức cá nhân thực hiện khoảng 10 dự án, ưu tiên 8 gói sản phẩm quy hoạch ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng kết quả từ các sản phẩm của đề tài nghiên cứu, sản phẩm đạt giải trong các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật, triển khai thực hiện hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó tổ chức vận động ít nhất 2 doanh nghiệp đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia.